Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối các tỉnh thành, các quận, huyện, thị xã trong toàn quốc. Ông Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy và gần 50 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, các sở ngành tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình kinh tế xã hội 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, kết quả Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Bộ Công an cũng thông tin về hai dự án luật, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trên cơ sở kết quả đạt được trong thông tin tuyên truyền những tháng đầu năm 2022, tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4 năm 2022, Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19, tình hình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, công tác chỉ đạo về điều hành giá một số mặt hàng quan trọng thiết yếu của chính phủ và bộ ngành liên quan. Ban tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị các địa phương tập trung tuyên truyền về những ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng, giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4.